Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin ức chế tận cùng Nguyễn Phú Trọng truy nã đỏ Hồ Thị Kim Thoa. Trong cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chính ông Nguyễn Phú Trọng đã chú ý vụ án sai phạm đất đai tại Sapeco có liên quan đến người đã bỏ trốn ra nước ngoài. Đó chính là đồng chí của ông, bà Hồ Thị Kim Thoa. Về vụ án này, Bộ Công an đang thụ lý, những người đứng trên cao chỉ đạo không ai khác chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Vụ án bà Hồ Thị Kim Thoa có liên quan đến sai phạm của ông Vũ Huy Hoàng, một tay thân tín của ông Nguyễn Tấn Dũng thời còn làm Thủ tướng. Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh là một bộ ăn ý, nhưng ông Trọng vẫn không khai thác được gì những sai phạm của ông bà Dũng từ Thăng và Thành. Không khai thác mối này được thì khai thác đầu mối khác. Đấy là đầu mối từ sai phạm của Bộ Công Thương dưới thời ông Vũ Huy Hoàng. Vũ Huy Hoàng thì đã bị bắt và còn chờ bắt thêm Hồ Thị Kim Thoa để hoàn thành một bộ hồ sơ về sai phạm này. Biết đâu phát sinh tình tiết dẫn đến nhà ông Nguyễn Tấn Dũng thì sao? Đây là hình ảnh Bộ Công an Việt Nam đang chịu áp lực từ ông Nguyễn Phú Trọng phải truy nã đỏ bà Hồ Thị Kim Thoa. Vấn đề hiện nay rất cấp bách. Nguyễn Thanh Nghị, con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, đã chuẩn bị bước đệm để vào ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới bằng việc Nguyễn Xuân Phúc thuyên chuyển Nguyễn Thanh Nghị về ghế thứ trưởng bộ này. Lần này trở lại ghế thứ trưởng là công tác chuẩn bị nắm bộ này của phe ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Tấn Dũng đang cố lèo lái trưởng nam của ông tiến thân theo lộ trình mà ông Trịnh Đình Dũng đã từng trải qua, tức là Bộ trưởng Bộ Xây dựng rồi tiến lên làm Phó Thủ tướng và vào ở chính phủ. Vấn đề tiến thân của Nguyễn Thanh Nghị hiện nay phụ thuộc vào uy tín của cha ông, tức là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bắt được Hồ Thị Kim Thoa về quy án thì thế nào, hồ sơ về sai phạm của Bộ Công Thương dưới thời Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ được hoàn chỉnh, và đó là công cụ để hạ bệ phe của Nguyễn Tấn Dũng trong kỳ Đại hội Đảng 13 sắp tới. Và chúng ta thấy vì sao ông Nguyễn Phú Trọng đang áp lực nặng nề lên Bộ Công an đòi truy nã đỏ bà Hồ Thị Kim Thoa. Truy nã đỏ tức là mức rất khẩn cấp. Dưới áp lực của ông Nguyễn Phú Trọng thì Bộ Công an đang chịu áp lực rất lớn. Tô Lâm phải chỉ đạo tăng cường lực lượng đông đảo vào cuộc để lo vấn đề này, đặc biệt là sự phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Interpol để phát lệnh truy nã và bắt bà Hồ Thị Kim Thoa về quy án. Tại cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 12, ông Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an đã nói rằng nếu cứ để người vi phạm pháp luật bỏ trốn ra nước ngoài mà không bắt về quy án được thì tội phạm nhân mặt, cho nên phải bắt được bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế cũng đã truy nã đỏ đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. Tuy nhiên, thông tin này chỉ được nói từ Việt Nam. Thực tế, khi tra cứu vào trang Interpol thì không hề thấy tên bà Hồ Thị Kim Thoa bị truy nã. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc vào ngày 4 tháng 9 với cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Hồ Thị Kim Thoa. Như vậy là lưới đã bùa ra, truy nã trong nước cũng đã răng, và theo như Bộ Công an nói thì truy nã quốc tế cũng đã bùa vây bà Hồ Thị Kim Thoa. Xem ra bà Hồ Thị Kim Thoa khó mà thoát được nanh vuốt của Nguyễn Phú Trọng, người mà đã cho bắt cóc thành công ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin cách đây hơn 2 năm và để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho quan hệ giữa Việt Nam và nước Đức. Đây là hình ảnh chưa thể bắt được bà Hồ Thị Kim Thoa, Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa yên lòng. Bà Hồ Thị Kim Thoa có vai trò chủ chốt trong vụ án lô đất vàng 246 ở Hai Bà Trưng rơi vào tay tư nhân, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Cùng với ông cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, bà Thoa bị cáo buộc tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí. Bà Thoa đã thấy trước cửa tù, vì hơn ai hết, bà Thoa biết rất rõ hành vi vi phạm của mình nên đã bỏ trốn ra nước ngoài qua cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Điều này chứng tỏ bà Thoa đã chuẩn bị cơ ngơi cho mình ở nước ngoài để hạ cánh, nhưng có an toàn hay không lại là chuyện khác. Liệu có tay trong của Bộ Công an báo trước cho bà Thoa bỏ trốn hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Theo ông Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Khoa học của Bộ Công an, thì hàng loạt cựu quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp lớn bỏ trốn trước khi bị khởi tố là một dấu hiệu cho thấy ngay trong Bộ Công an luôn có người quen của các nhóm lợi ích. Những người đã bỏ trốn ra nước ngoài trước lệnh truy nã có thể kể đến như
cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh, cựu Tổng Giám đốc dự án Sơ Thợi Đình Vũ Vũ Đình Duy, ông chủ Nhật Cường Mobi Bùi Công Huy cho thấy ngay trong Bộ Công an đang có lỗ hổng. Nhiều người làm nội gián để báo cho những người bị can này chạy trước. Tướng Cường nói tiếp, sau hàng loạt những vụ bỏ trốn như vậy, người dân đưa ra nghi ngờ là đúng thôi. Như vậy, cơ quan nhà nước phải kiểm tra, đánh giá, làm rõ và trả lời công khai, minh bạch cho người dân được biết. Vụ bỏ trốn đó có ai chống lưng hay không? Nếu không thì do sơ hở ở khâu nào? Chắc chắn là có sơ hở rồi. Nếu không sơ hở thì làm sao đối tượng trốn được? Cũng giống như căn nhà của chúng ta bị các đối tượng đào tường, khoét ngạch, chui vào mỗi tối thì chắc chắn phải có sơ hở ở cửa ra vào hay cửa sổ gì đó. Nếu hàng rào cửa ngõ cẩn thận, có hệ thống cảnh báo nghiêm ngặt thì đối tượng làm sao đột nhập vào nhà chúng ta được? Để các đối tượng bỏ trốn như vậy, hệ thống của chúng ta có bất cập, sơ hở, điều này không có gì phải bàn cãi nữa. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Lê Văn Cương xác định Bộ Công an có kẽ hở. Ông Thiếu tướng này nói tiếp như sau. Bộ Công an cần phải họp bàn, phải tìm ra nguyên nhân để từ đó đưa ra giải pháp thiết thực, hiệu quả. Đáng lẽ sau vụ Trịnh Xuân Thanh sẽ không có vụ Bùi Quang Huy bỏ trốn, rồi sau vụ Bùi Quang Huy sẽ không có vụ Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn. Như vậy thì đã rõ, Bộ Công an tuy đông nhưng rất lỏng lẻo, bất kỳ một quan chức nào cũng có thể khui ra những tin tức mật trước giờ phá án để cao chạy xa bay. Cho đến nay cũng mới chỉ có một trường hợp nội gián bị phát hiện, đó là Phạm Quang Dũng, cựu cán bộ cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 làm cho Nguyễn Đức Chung. Còn người làm cho Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Bùi Công Huy và Hồ Thị Kim Thoa là ai trong Bộ Công an cũng không thể nào tìm ra. Và thông tin cho thấy Bộ Công an mất bò mới lò làm chuồng. Hiện tại Bộ Công an dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Tô Ân Sô đã họp cơ quan cảnh sát điều tra kiểm điểm sau khi bà Hồ Thị Kim Thoa bỏ trốn thành công. Vẫn là rà soát, vẫn là rút kinh nghiệm, nhưng tay trong thì vẫn chưa thể nào phát hiện ra. Có lẽ nhờ rút kinh nghiệm mà Bộ Công an đã khám phá thành công vụ trộm tài liệu điều tra Nguyễn Đức Chung của cựu nhân viên Cục Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 Phạm Quang Dũng. Việc khắc phục yếu điểm này của Bộ Công an được nhiều người cho rằng Bộ Công an đợi đến khi mất bò mới lo làm chuồng. Việc sơ hở của Bộ Công an đã làm cho Nguyễn Phú Trọng vụt đi nhiều con mồi mà ông tưởng như đã nằm gọn trong tầm tay. Đương nhiên, người đứng đầu là ông Tô Lâm thì đây là khuyết điểm rất lớn. Không biết vào kỳ đại hội 13 này, ông Tô Lâm còn có giữ được uy tín nhiệm của ông trước Nguyễn Phú Trọng hay không? Nhiệm vụ tóm được bà Hồ Thị Kim Thoa trong vòng 3 tháng trước đại hội 13 có thể nói đó là nhiệm vụ bất khả thi với ông Tô Lâm và Tô Ân Sô. Lời giới thiệu của ông Nguyễn Phú Trọng vào vị trí tứ trụ triều đình cho Tô Lâm làm cơ hội lớn, khả năng thành công rất cao. Áp lực của các vụ án mà ông Nguyễn Phú Trọng đổ lên vai Tô Lâm không phải là nhỏ. Nếu không nọ làm cho xong thì khó mà được thưởng từ Nguyễn Phú Trọng. Nhiều vụ đã được Tô Lâm hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đưa ra xét xử, nhưng với vụ Hồ Thị Kim Thoa thì đây quả là khớp xương khó nuốt. Ông Tô Lâm đã tận tụy với Nguyễn Phú Trọng trong 4 năm qua, đặc biệt là cả vụ Trịnh Xuân Thanh. Lúc đó, ông Tô Lâm đã chấp nhận tai tiếng bắt cóc và quỵt tiền máy bay ở phía Slovakia để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Nguyễn Phú Trọng được giao. Nhưng này thì xem ra nhiệm vụ tóm Hồ Thị Kim Thoa có vẻ là bất khả thi với Tô Lâm. Nắm Bộ Công an mà đợi mất bò với lo lập chuồng thì có thể nói ông Tô Lâm đã tự làm khổ mình. Giờ khắc phục hậu quả không kịp nữa rồi. Đây là hình ảnh vụ án Hồ Thị Kim Thoa khúc xương khó nuốt đối với ông Tô Lâm. Hồ Thị Kim Thoa thách thức cả Bộ Công an. Việc Trịnh Xuân Thanh để rơi vào tay Tô Lâm chắc chắn là một bài học xương máu đối với Hồ Thị Kim Thoa. Trước đây, ông Trịnh Xuân Thanh đã đặt chân lên đất Đức tưởng như an toàn. Thế là ông đã lên mạng xã hội thách thức Nguyễn Phú Trọng. Ông Thanh không biết rằng Đại sứ quán Việt Nam tại Đức hay tại bất kỳ các quốc gia nào đều là ổ gián điệp của chính quyền Hà Nội. Và thực tế, việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh có sự giúp sức của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin. Nếu lên mạng xã hội thách thức thì chẳng khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Và chính ông Trịnh Xuân Thanh đã vô tình dẫn đường và để lại dấu vết để cho Bộ Công an đến bắt cóc mình. Lần này bà Hồ Thị Kim Thoa trốn ở Pháp, bà đã im hơi lặng tiếng không hề lên bất cứ diễn đàn nào. Bên Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã hết cách, nào là kỷ luật, nào là khai trừ khỏi đảng, nào là thuyết phục gia đình kêu gọi bà Thoa ra đầu thú, nào là phát lệnh truy nã đỏ, nhưng tung tích của bà Hồ Thị Kim Thoa vẫn bặt vầm vô âm tín. Trong thế bất lực,
ông Thiếu tướng Tô Ân Sô nói rằng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra đã có thư đề nghị gia đình, người thân động viên để bị can Hồ Thị Kim Thoa sớm về nước trình diện. Chưa biết hiện nay bà Thoa đang ở đâu, nếu biết thì đã bắt rồi. Bà Thoa không thể trốn mãi được, và với điều kiện thông tin hiện nay, tìm ra bà Thoa ở đâu là chuyện không có khó khăn gì. Vấn đề là thời gian, và phải bắt bà Thoa về quy án để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, đồng thời để cho tội phạm tham nhũng thấy đó là làm gương. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa đã không lặp lại vết xe đổ của ông Trịnh Xuân Thanh. Vâng, ông Tô Ân Sô nói có vẻ như đe dọa, nhưng trong lời nói ấy toát lên cảm giác bất lực. Hồ Thị Kim Thoa vừa là một doanh nhân có tiếng, vừa là một chính trị gia có hạng chứ không vừa. Bà thừa biết tránh những sơ hở để Bộ Công an không thể tóm được mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 6 tháng 12 năm 2020 với bản tin ức chế tận cùng Nguyễn Phú Trọng truy nã đỏ Hồ Thị Kim Thoa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.